Chương 4326, diệt sát vệ hồn tộc đế tử, giã y ma quyết cướp đoạt Du Trường Minh. Du Trường Minh biết, hắn mới vừa chỗ diễn hóa ra vạn tinh phi tiên thuật, tất nhiên bị quân tiêu giao đã nhận ra. Hắn khẳng định sẽ tìm tòi nghiên cứu lai lịch của mình. Du Trường Minh có thể không muốn trở thành cái thất gỗ bên trên thịt cá, cho nên lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Mà lại nếu là thành công, hắn còn có thể đoạt được quân tiêu giao trên người sao trời lực lượng này đủ để cho hắn vạn tinh phi tiên thuật y năng tăng vọt khiến cho hắn tự thân sẽ sinh ra cực lớn thế biến cho nên Du trường minh cũng là không trần chờ chút nào lần này hắn có thể nói là tế gia át chủ bài thi triển ra toàn lực trên thân vô số tinh văn lưu chuyển làm cho du trường minh phẳng phất biến thành một tôn tinh thần nay đồng dạng là vạn tinh phi tiên thuật bên trong một môn bì pháp tên là sao trời lục hợp thân một khi thi triển mà ra sẽ mang tới cực lớn tăng phúc cùng gia trì phẳng phất chu thiên tinh thần đều đặt vào hắn thân trung trùng điệp điệp tinh hà như từ cửu thiên bua xuống đều bị du trường minh lợi dụng du trường minh một chưa ra tay vô tận sao trở lực lượng tại trong lòng bàn tay hội tụ hóa thành một phương tinh ấn Chói mắt vô cùng quân tiêu giao không có chút nào ngoài ý muốn quanh thân trăm tầng pháp lực miễn dịch thần hoàn nổi lên tầng tầng luân chuyển ở giữa mang theo đặc thù bí lực phảng phất có khả năng hóa lấy hết tất cả phát tắc thủ đoạn lai lịch của ngươi quả nhiên không tầm thường quân tiêu giao nhất kích tùy ý đánh bay phệ hồn tộc đế tử ngược lại nhìn về phía du trường minh so với phệ hồn tộc đế tử nay du trường minh mới là một con cá lớn ngươi Du Trường Minh vẻ mặt ngơ ngẩn, hắn kinh khủng như vậy thần thông lực lượng ra tay có thể nói bình thường cự đầu đế đều phải chia năm xẻ bảy, nguyên thần băng diệt, nhưng mà quân tiêu giao. Lại là dùng một loại thủ đoạn đặc thù, tại hóa giải lực lượng của hắn, một chiêu này, thậm chí không để cho quân tiêu giao ống tay áo xuất hiện nếp uốn. Trước ngươi, sở dĩ diệt trần ra, chính là vì trần linh nguyệt trên người tham lang tai tinh, thân phận của ngươi đến tục cùng là cái gì, là mẫu một nhiệm kỳ tinh thần chi chủ, vẫn là đừng có lai lịch, quân tiêu giao nói. Du Trường Minh đương nhiên sẽ không lộ ra cái gì. Sắc mặt hắn trầm ngưng, không nghĩ tới sống lại một đời. Vậy mà lại gặp cỡ bực này thâm bất khả chắc đối thủ, cũng là gặp xui xẻo, vận xui. Sau đó, Du Trường Minh nói, thật liền không có một chút chỗ thương lượng sao. Chúng ta đều thối lui một bước, lẫn nhau nước giếng không phàm nước sông. Ta cũng sẽ không lại trêu chọc ngươi cùng người bên cạnh ngươi. Như thế nào, Du Trường Minh đối với quân tiêu giao là thật sự có chỗ cố kỵ. Cho dù là tại hắn chỗ thời đại, hắn đều chưa từng gặp qua như vậy yêu nghiệt coi như là bọn hắn vạn tinh phi tiên địa cái kia thiên tư tối vị yêu nghiệt danh xương đuổi sát tinh chủ tiểu sư muội cùng quân tiêu giao so sánh cũng cảm giác giống như kém một chút quân tiêu giao cười khẽ lai lịch của ngươi cũng không đơn giản nhưng đầu não như như cũ như thế ngươi thơ sao du trường minh sắc mặt ngưng nhưng không cần phải nhiều lời nữa hắn biết không có bất kỳ cái gì đường lui cùng với lựa chọn nào khác hắn ánh mắt ngược lại xem hướng phía sau phệ hồn tộc đế tử phệ hồn tộc đế tử không phải là không muốn chạy trốn mà là quân tiêu giao khí thế khóa chặt hắn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát đồng loạt ra tay không phải chúng ta đều phải chết du trường minh dứt lời trong cơ thể đế huyết đều đang thiêu đốt là thật muốn vứt mạng chấn hướng quân tiêu giao mà phệ hồn tộc đế tử vẻ mặt cũng rất là khó coi tay có thể nghĩ vừa một khi tức tỉnh liền gặp được loại chuyện này quả thực là xuất thế đã qua đời vì cái gì vì cái gì thiền hồng trang còn không có tới phệ hồn tộc đế tử thầm nghĩ trong lòng hắn sau khi tỉnh dậy nhận biết phệ hồn tộc đế nữ khí tức theo lý thuyết tại chính mình khôi phục về sao nàng hẳn là sẽ trước tìm đến mình mới đúng nhưng mà cũng không có tới đế nữ thiền hồng trang cũng là vị này phệ hồn tộc đế tử trong lòng ái mộ tồn tại mặc dù thiền hồng trang đối với hắn cũng một mực sắc mặt không chút thay đổi nhưng trước mắt tình huống nàng vậy mà không có đến đây là phệ hồn tộc đế tử không thể đoán được phệ hồn tộc đế tử khẽ cắn răng cũng chỉ có thể khoát tận toàn lực ra tay phệ hồn tộc đủ loại khủng bố thủ đoạn đều thi triển mà ra hiển hóa ra hắc ám thần chỉ niệm cũng là hộ tống ra tay bất quá kết quả hiển nhiên là rõ ràng như phệ hồn tộc đế tử cùng du trường minh đều là hoàn hảo chiến lực cái kia có lẽ còn có thể miễn cưỡng cùng quân tiêu giao quang mấy chiều như quân tiêu giao hiện thân trước đó bọn hắn liền đã bên trong hao tổn cực lớn tại trạng thái như vậy dưới coi như hợp lại đối phó quân tiêu giao trình độ uy hiếp cũng cơ hồ là linh Phệ hồn đại pháp, Quỷ minh tử rủa Phệ hồn tộc đế tử đặc thù nguyên thần cũng là bắn ra sức mạnh khủng bố nhất, thao thiên màu đen hồn đợt bao phủ mà ra, nương theo lấy quỷ dị chu ấn, trốn tới Quân Tiêu Giao Mi Tâm. Quân Tiêu Giao vẻ mặt bình thẳng, hắn nguyên thần thủ đoạn sao mà nhiều, không chỉ bản thân là tam thế nguyên thần, càng có được thủ hộ đế binh loạn cổ đế phủ, còn có nguyên thần phòng ngự tuyệt học, mộng huyễn phao ảnh, chưa nói chi là còn có kinh khủng công sát chi pháp, tam thế chảm thần kiếm, Quân Tiêu Giao tùy ý thôi động các pháp lực lượng linh hồn thao thiên phun trào có thể ảnh hưởng thực chất khiến cho thiên mà kinh biến càn khôn thất xác phệ hồn tộc đế tử đều là đần độ bọn hắn phệ hồn tộc vốn là dùng linh hồn nguyên thần tăng trưởng tại nguyên thần tri đạo ít có có thể cùng bọn hắn phệ hồn tộc sánh vai tồn tại nhưng mà quân tiêu giao nguyên thần cường độ còn có đủ loại nguyên thần thủ đoạn khiến cho hắn vị này phệ hồn tộc đế tử đều là cảm giác cảm thấy dùng mình càng làm cho phệ hồn tộc đế tử ngạc nhiên là hắn còn mơ hồ phát ra được quân tiêu giao trong cơ thể tựa hồ còn có kinh khủng hơn lực lượng linh hồn chưa từng bạo phát đi ra vậy dĩ nhiên là bắt nguồn từ quân tiêu giao phong ấn ảm giới ma vương vô niệm ma vương thân là ảm giới vô niệm nhất tộc vương vô niệm ma vương càng là thuần túy linh hồn thể phệ hồn tộc đế tử nhãn xương tuyệt vọng vốn định theo phệ hồn tộc quật khởi lại lần nữa danh chấn bát phương kết quả xuất thế đã qua đời không có chút nào lo lắng phệ hồn tộc đế tử hoàn toàn không uy hiếp được quân tiêu giao nguyên thần thậm chí ngược lại tự thân bị xung kích lực lượng linh hồn cắn trả nguyên thần đều là băng diệt bên này, du trường minh cũng là thông suốt lấy hết toàn lực, thậm chí tại hắn giữa mi tâm, liên cổ lão luân hồi ấn đều là hiện lên ra tới, vô cùng chói mắt, nở rộ sáng chói tinh hoa. quân tiêu giao chú ý tới du trường minh tình huống, cũng xác định vị này vô lượng tiên triều thái tử, giống như khương vận nhiên, đều là có được luân hồi ấn. cùng một vị đại nhân nào đó vật có nhân quả lên lụi. bất quá cùng khương vận nhiên loại kia còn chưa triệt để tước tỉnh luân hồi ấn khác biệt, này du trường minh luân hồi ấn là triệt để bị kích hoạt lên ý thức bị vị đại nhân vật kia chỗ đồng hóa ngươi đến cùng là ai quân tiêu dao một mặt ra tay một mặt nhàn nhạt, nhạt, hỏi du trường minh lạnh lùng không nói luân hồi ấn lực lượng bị kích phát tới cực điểm mơ hồ trong đó sau lưng hắn đều là nổi lên một bóng người mờ ảo mang theo thâm thúy khí thế phảng phất ngừng chân tại chư thiên tinh thần phía trên vô cùng siêu nhiên quân tiêu dao nhìn một cái tầm mắt thâm thúy hắn nói đã ngươi không nói ta cũng có biện pháp biết được quân tiêu dao cũng không nữa kéo dài trên thân vô tận pháp tắc lực lượng bốc lên cuồn cuộn như biển Sùng sôi vô biên làm quân tiêu dao làm thật về sao du trường minh vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến giờ mới hiểu được quân tiêu dao vừa rồi chẳng qua là tùy ý ra tay mà thôi quân tiêu dao đưa tay ở giữa trong lòng bàn tay có tia sáng răng khắp nơi cuối cùng tạo thành một mặt đạo tác xây dựng mà thành bàn cờ chính là đã từng nhân hoàng hiên viên đại đế thần thông phương thốn càn khôn phương thốn ở giữa ban cơ tung hoành hóa thành một phương cấm vực đen du trường minh trói buộc ở trong đó sau đó quân tiêu giao thi triển ra một chiêu khác chính là giá y ma quyết chương 4327, du trường minh ngã xuống thu hoạch được vạn tinh phi tiên thuật cảm ứng được quân tiêu giao chỗ thi triển ra chiêu thức du trường minh thần sắc bột biến hắn gần như là thiêu đốt trong cơ thể toàn bộ đế đạo bản nguyên tri lực hóa thành vô tận sáng chói tinh quang kiệt lực đem vạn tinh phi tiên thuật lực lượng thôi động đến cực hạn nhưng dù vậy cũng không cách nào triệt để phá vỡ phương thốn càn khôn chỉ cần quân tiêu giao lực lượng pháp tác đủ mạnh lĩnh ngộ pháp tác đủ nhiều phương thốn càn khôn phong cấm chấn áp lực lượng cũng sẽ càng mạnh tuyệt đối không phải có thể tùy tiện phá vỡ tăng thêm dù trường minh hiện tại là nỏ mạnh hết đà lại như thế nào khoát tận toàn lực cũng bất quá là ngoan cố chống cự cũng là du trường minh chỗ tế ra cái chủng loại kia pháp nhưng quân tiêu giao trong mắt lóe lên một vệt dị quang bởi vì quân tiêu giao bản thân liền có được tiên pháp cấp thần thông cho nên đối với tiên pháp gợn sóng hắn tự nhiên là hiểu rõ không nghĩ tới này du trường minh vậy mà có thể tế ra bực này tiên pháp nhưng nghĩ tới hắn lân hồi giả lai lịch có thể trưởng không tiên pháp chắc hẳn lúc trước hẳn là một vị đại lão có thể nói nếu để cho du trường minh triệt để trưởng thành có lẽ còn có thể cho quân tiêu giao tạo thành một điểm phiền toái thế nhưng hiện tại nha hoàn toàn không đáng chú ý cho dù là tiên pháp nếu là thúc giục lực lượng không đủ uy năng cũng sẽ có điều hạn chế quân tiêu giao đối du trường minh lai lịch thân phận càng thêm cảm thấy hứng thú trực tiếp là thôi động giá y ma quyết muốn cướp đoạt du trường minh xác minh tình huống phát giác được quân tiêu giao chỗ thi triển ra quỷ dị thần thông đúng là nhiều hắn tâm thần dao động mơ hồ cũng phải có bị tước đoạt dấu hiệu du trường minh thần sắc cũng là mang theo một vệt khó có thể tin hắn không muốn tin tưởng chính mình thân là đã từng vạn tinh tứ đại tinh quân một trong phi tiên điện thật vất vả lại lần nữa theo luân hồi bên trong thức tỉnh còn chưa từng thi triển kế hoạch lớn trí lớn vậy mà liền dạng này nửa đường chết này hoàn toàn không tại hắn đang quy hoạch có thể nói nếu là có thể làm lại hắn nhất định sẽ không lựa chọn cùng quân tiêu giao sinh ra gặp nhau mà hết thảy này vẻn vẹn chỉ là bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm quân tiêu giao giả y ma quyết hạ xuống bá đạo đến cực điểm có thể cưỡng ép tức bạt luyện hóa người khác một thân máu thịt tinh hoa thậm chí đạo quả chi nhớ các loại du trường minh một tiếng quát chói tai đúng là người điểm quả quyết bùng cháy nguyên thần muốn tự bạo quân tiêu giao lật tay ở giữa đạo văn muôn vàn dùng phương thốn cản khôn lực lượng áp chế nhưng mà Du Trường Minh mi tâm luân hồi ấn, đúng là trong phút chốc. Động bắn mà ra, bắn mạnh hướng quân tiêu giao. Trực tiếp nổ tung, ngư toan mang theo quân tiêu giao cùng một chỗ đồng quy vu tận, ầm ầm Luân hồi ấn nổ tung lực lượng, sao mà khủng bố, giống như là thái dương nổ tung, trong đó muôn vàn luân hồi đạo thì, thần văn, tư tán mà ra khiến cho chung quanh thiên địa hư không phá toái. Thủng trăm ngàn lỗ, có thể nói, tại đây uy lực phía dưới. Đế trung cự đầu, trên cơ bản là khó có đường sống chung quanh vạn trượng vách núi cổ nhạc trong nháy mắt tiên diệt vì cho bụi khói đen đều bị làm sạch hình thành một mảnh khu vực chân không mà tại bên trong khu vực này quân tiêu giao thân ảnh lạnh nhạt đứng sừng sững trên thân vạn đạo quang hoa lưu chuyển không chỉ có pháp lực miễn dịch thần hoàn hộ thân còn có thôn giới hắc động thu nạp kinh khủng lực lượng hủy diệt chớ nói chi là hắn đủ loại nghịch thiên thể chất tăng thêm thể thư các loại muốn thương tổn đến quân tiêu giao đơn giản so với lên trời còn khó hơn đào tiết Quân Tiêu giao khẽ lắc đầu, này Du Trường Minh cũng là quả quyết, vậy mà trực tiếp tự bạo luân hồi ấn. Dù là Quân Tiêu giao thi triển ra giá y ma quyết, cũng không kịp tức đoạt hắn toàn bộ đạo quả cùng trí nhớ. Bất quá mặc dù như thế, Quân Tiêu giao vẫn là có thu hoạch, cho dù chưa hoàn chỉnh đạt được hết thầy tin tức, nhưng hắn vẫn là bắt được một chút Du Trường Minh mảnh vỡ ký ức, Vạ Tinh phi tiên địa, tứ đại tinh quân một trong Trường Minh tinh quân, quả nhân lai lịch không tầm thường, tại quét qua cái kia mảnh vỡ ký ức về sau quân tiêu giao cũng là rốt cuộc biết dù trường minh lai lịch thân phận vạn tinh phi tiên điện thật sự là hắn chưa nghe nói qua dù sao thương mang tinh không minh mông vô tận từ cổ trí kim tần giấu bao nhiêu cổ lão đạo thống thế lực căn bản cha không rõ ràng mà này vạn tinh phi tiên điện nghe tên liền biết cùng tu sao trời lực lượng có quan hệ đã từng cũng có một chút đạt được thiên mệnh tinh thần tinh thần chi chủ thuộc về vạn tinh phi tiên điện mà vạn tinh phi tiên điện thân là cực cổ đạo thống đã từng cũng có được sưu tập dự thế cùng loạn thế thất tinh ý nghĩ thậm chí kém chút tập hợp đủ bảy ngôi sao tạo nên ra một vị thất tinh chi chủ chẳng qua là sau này vạn tinh phi tiên địa tựa hồ gặp cái gì trọng đại biến cố cuối cùng suy bại tiêu vong xuống quân tiêu giao lấy được mảnh vỡ ký ức cũng không hoàn chỉnh cho nên cũng không rõ ràng càng nhiều chuyện hơn bất quá một chuyện khác ngược lại để quân tiêu giao hơi có kinh ngạc cũng là không nghĩ tới cái kia là kiêm gia vậy mà cũng có được luân hồi ấn Đứa đại tinh quân một trong thu thủy tinh quân quân tiêu giao đối với lạc kiêm gia vốn là không thèm để ý chút nào nhưng không nghĩ tới trên người nàng còn có bực này nhân quả khó trách trước đó trên tụ hội du trường minh tìm kiếm nghĩ cách đều muốn tiếp cận lạc kiêm gia quân tiêu giao trước đó cũng không có theo trên thân lạc kiêm gia dò rét đến chỗ đặc thù gì chắc là bởi vì lạc kiêm gia luân hồi ấn còn chưa giác tỉnh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đối quân tiêu giao mà nói thu hoạch lớn nhất tự nhiên là này vạn tinh phi tiên thuật đây chính là vạn tinh phi tiên điện, đã từng hạch tâm truyền thừa chân chính tiên pháp cấp tồn tại, phải biết, tại thương mang tinh không. Đừng nói chân chính tiên pháp, coi như là chuẩn tiên pháp thần thông, đều đã là cực kỳ cường đại hiếm thấy, đủ trở thành chấn tộc truyền thừa. Đây tuyệt đối là thiên đại thu hoạch, mà lại càng quan trọng hơn là, quân tiêu giao vừa vạn, liền có được nhiều ngôi sao. Điều kiện này, dùng tới tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, đơn giản không có gì thích hợp bằng, như hổ thêm cánh, quân tiêu giao đều cảm thấy, vận khí của mình, quả thực là quá khá hơn một chút, lấy được tiên pháp cấp thần thông vừa vặn có khả năng vận dụng sao trời lực lượng bất quá đáng tiếc là quân tiêu giao cũng không có đạt được hoàn chỉnh vạn tinh phi tiên thuật cái kia vu trường minh tự bạo luân hồi ấn lúc cố ý đen trong đầu vạn tinh phi tiên thuật ma diệt chính là vì phòng ngừa quân tiêu giao đạt được quân tiêu giao mặc dù thông qua giá y ma quyết miễn cưỡng thu được bộ phận pháp môn nhưng không phải là hoàn chỉnh vạn tinh phi tiên thuật mà là tàn khuyết bản bất quá cho dù là tàn khuyết bản uy năng cũng vượt xa rất nhiều đại thần thông đã có manh mối này, cái kia bản đầy đủ vạn tinh phi tiên thuật, ta nhất định phải đạt được. Ta đảo muốn biết, tập hợp đủ thất tinh, trở thành thất tinh chi chủ, vận dụng vạn tinh phi tiên thuật, đến tụ cùng có cường đại cỡ nào uy năng, vạn tinh phi tiên điện làm không được sự tình, ta quân tiêu giao tới làm. Quân tiêu giao lòng có quyết ý, hắn đã có chỗ mục tiêu, vậy liên nhất định phải thực hiện. Mặc dù Du Trường Minh đã chết, manh mối này chặt đớt, nhưng còn có Lạc Kiêm gia, nàng chính là thu thủy tinh quân hẳn là cũng có vạn tinh phi tiên thuật truyền thừa dâu gì không biết còn lại hai vị tinh quân có hay không cũng ngân hồi chỉ cần có manh mối đạt được hoàn chỉnh vạn tinh phi tiên thuật bất quá là vấn đề thời gian quân tiêu giao trong lòng tại chảy vuốt tin tức mà lại hắn cảm thấy vạn tinh phi tiên địa hẳn là còn có đáng giá đào móc bí mật bực này truyền thừa lâu đời thời của đạo tống bí mật tuyệt đối sẽ không thiếu cơ duyên tự nhiên cũng sẽ cực kỳ phong phú chương bốn nghìn đại thù đến báo Trần Linh Nguyệt cảm kích, tại sửa sang lại một phiên thu hoạch về sau, quân tiêu giao thần niệm quét nhìn xung quanh, cái kia du Trường Minh luân hồi ấn tự bạo nguyên thần rái rắt, chỉ còn lại có thủng trăm ngàn lỗ thân thể tàn phế, quân tiêu giao hơi tưởng tượng, tịnh chỉ làm kiếm, du Trường Minh đầu người bay ra, quân tiêu dao tùy ý vung tay láo, đem hắn thu hồi về sau, đen việc này nói cho Trần Linh Nguyệt cũng xem như giải quyết xong nàng ân oán, quân tiêu giao thần niệm khẽ động lục sát vuốt một cái du trường minh trên người không gian pháp khí thân là vô lượng tiên triều thái tử bên trong tài nguyên hoàn toàn chính xác không ít nhưng so với quân tiêu giao nội tình tới nói cái kia chính là chín trông mất sợi lông có thể bỏ qua không tính quả nhiên cho dù là này chút lân hồi đại lão nếu là không có đầy đủ nội tình tài nguyên gia trì tốc độ tu luyện cũng sẽ không hết sức nghịch thiên bất quá quân tiêu giao cũng là ở trong đó phát hiện một viên lưu ảnh thạch trong đó bất ngờ di chết lạc phong liên hợp ngày đó quyền cổ triều thái tử cũng chính là đầu tư ra tay cảnh tượng mặc dù thời gian không dài là âm trầm di chép lại như làm chứng cớ là đầy đủ quân tiêu giao mỉm cười thật đúng là ngao có tranh nhau người bắt cá đến lợi lạc phong cùng du trường minh hai người này bóp ở cùng một chỗ cuối cùng ngược lại nhường quân tiêu giao thuận tiện hắn cơ bản không tốn thời gian gì liền đánh giết du trường minh còn chiếm được lạc phong chứng cứ có này lưu ảnh thạch lạc phong nhược điểm liền lấy nắm vào trong tay hắn hắn muốn cho lạc phong lúc nào xong đời lạc phong lúc nào liền phải xong đời hết thảy sau khi kết thúc quân tiêu giao cũng là rời đi nơi này đến mức còn lại thế lực khắp nơi tu sĩ ngoại trừ những cái kia bất hạnh trở thành phệ hồn tộc đế tử khôi phục thịt người tư lương bên ngoài những người còn lại cũng là dồn dập rút lui vạn đoạn sơn mạch tại vạn đoạn sơn mạch bên ngoài một chút may mắn còn sống sót tu sĩ trên mặt đều là lưu lại vẻ sợ hãi quá kinh khủng ta người bên cạnh toàn đều đã chết cái kia hẳn là là phệ hồn tộc thủ đoạn bất quá nơi này có vẻ như cũng không là thương hồn cổ giới lối vào một chút tu sĩ đều là đang nghị luận lạc tộc lạc kiêm ra mấy người cũng ra tới không bao lâu lạc phong thân ảnh theo bên trong hiển hiện sắc mặt của hắn mặc dù như thường nhưng đáy mắt lại mơ hồ có một vệt biến ảo cùng vẻ bất an huynh trưởng nhìn thấy lạc phong xuất hiện lạc kiêm gia cũng là nói ngươi không sao chứ lạc phong hỏi lạc kiêm gia khẽ gật đầu vẫn là lạc phong để cho nàng đi tới một bên khác để cho nàng miễn ở ở vào trong nguy hiểm bất quá lạc kiêm ra đáy lòng hơi nghi hoặc một chút làm sao cảm giác lạc phong giống như biết sẽ xuất hiện nguy hiểm gì một dạng nhưng nàng cũng không có nghĩ lại có lẽ chẳng qua là trùng hợp thôi lạc phong thần sắc mang theo một tia âm tình bất định nhìn chăm chú lấy vạn đoạn sơn mạch bên trong tại đây về sau quân tiêu dao một nhóm người thân ảnh xuất hiện cùng những người khác chật vật sợ hãi so sánh quân tiêu dao đoàn người lộ ra lạnh nhạt không ngợn sóng phảng phất không có trải qua bất kỳ nguy hiểm nào đồng dạng một chút tu sĩ thấy thế cũng là thầm than hối hận không cùng lấy quân tiêu giao tang có người nghĩ đến nếu là có thể gia nhập tiêu giao minh liền tốt đây chẳng phải là ông đến kim đại thối cùng sau lưng quân tiêu giao hoàn toàn không cần cố kỵ cái gì quân tiêu giao thản nhiên nhìn lạc phong liếc mắt đã nhận ra lạc phong âm thầm biến ảo vẻ mặt hắn không nói gì lạc phong hiện tại đã không quan trọng chờ thương hồn cổ giới sự tình sau khi kết thúc liền thuật tay giải quyết hết cũng là lạc kiêm gia nhưng quân tiêu giao âm thầm chi tư dù sao nàng cũng là một đường manh mối về sau còn cần kéo dài quan tâm theo thời gian truyền rời có tu sĩ kinh ngạc nói vì sao không thấy vô lượng tiên triều tu sĩ vì kia vô lượng tiên triều thái tử đâu hắn còn chưa có đi ra sao mấy người dưỡng sờ sau đó hít vào một hơi vô lượng tiên triều thái tử sẽ không vẫn lạc đi Lệ, vô lượng tiên triều lại nói như thế nào cũng là thiên vẫn tinh vực long đầu thế lực đường đường tiên triều thái tử vậy mà vẫn lạc tại trong đó tuyệt đối sẽ nhấc lên không nhỏ gợn sóng mà thay cái này là phong trên mặt vẻ bất an cũng là tán đi trong lòng thở dài một hơi như du trường minh còn sống đối với hắn mà nói đích thật là phiền toái không nhỏ tin tức tiết lộ ra ngoài hậu quả khó mà lường được thấy lạc phong thần sắc biến hóa vi diệu quân tiêu giao tối tự hiểu là có chút buồn cười lạc phong tuyệt đối không biết tháp của hắn đã đã rơi vào trong tay quân tiêu giao về sau mọi người rời đi nơi này quân tiêu giao đám người cũng là tạm thời trở về thiên thủy giới cổ thành tà thiên thủy giới cổ thành quân tiêu giao đám người trụ sở bên trong quân tiêu giao tìm được trần linh nguyệt lần này đi tới vạn đoạn sơn mạch trần linh nguyệt cũng không có tiến đến mà là một mực đợi tại trụ sở tĩnh dưỡng thương thế công tử trần linh nguyệt nhìn thấy quân tiêu giao khẽ chi lễ nàng tuy không phải là lạc kiêm gia loại kia tuyệt lệ mỹ nhân lại cũng có được độc thuộc về mình đoan trang chân mày to cong cong mắt ngọc mày ngài khuôn mặt nhỏ ngay ngắn đẹp đẽ giống như là một đóa thanh lệ phù dung quân tiêu dao cũng không có cái gì quanh co lòng vòng tiện tay vung lên một cái đầu người bay ra rơi vào trần linh nguyệt trước người trần linh nguyệt nhìn một cái vẻ mặt khẽ giật mình đôi mắt sáng tại im ắng run rẩy du trường minh đã chết cũng xem như giải quyết xong ngươi một nỗi lòng kỳ thật từ đầu đến cuối tính toán vây quét các ngươi trần gia đều là du trường minh một người kế hoạch lai lịch của hắn cũng không đơn giản chính là là vì mưu đồ trong cơ thể ngươi tham lang tai tinh quân tiêu dao nói Trần Linh Nguyệt giờ phút này đầu ông ông tác hưởng, có huyết hải thâm cừu kẻ thù đầu người, cứ như vậy bày ở trước mặt nàng. Công tử, Trần Linh Nguyệt ánh mắt chớp động lên, quân tiêu giao cùng nàng vốn không quen biết, lại là nguyện ý dạng này trợ giúp nàng, thậm chí giúp nàng chính tay đâm cừu địch. Trần Linh Nguyệt biết, nếu để cho chính nàng tự tay báo thù, chém giết Du Trường Minh, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Nàng mặc dù có được tham lăng tai tinh, nhưng Du Trường Minh cũng tuyệt đối không phải dễ đối phó nhân vật, mà bây giờ, quân tiêu giao giúp nàng giải quyết huyết hải thâm cừu chẳng qua là đáng tiếc không để cho ngươi tự tay giết hắn quân tiêu giao ngữ khí mang theo một tia đáng tiếc chỗ nào công tử tri ân linh nguyệt đã không biết như thế nào báo đáp trần linh nguyệt nói tại gia tộc của nàng bị diệt thân nhân bị giết sao quân tiêu giao tự như cuối cùng một cọng cọc cứu mạng để cho nàng miễn ở triệt để ngã vào thâm uyên mà bây giờ lại giúp nàng giải quyết một đoạn này huyết hải thâm cừu trần linh nguyệt là thật không biết nên như thế nào báo đáp nàng dường như nghĩ đến cái gì nói công tử ngài cũng là sao trời ngươi sở hữu ngài đen trong cơ thể ta tham lang tai tinh cầm đi đi trần linh nguyệt càng nghĩ trên người nàng duy nhất có thể báo lại quân tiêu giao có vẻ như cũng chỉ có tham lang tai tinh đến mức lấy thân báo đáp cái gì không phải trần linh nguyệt không nguyện ý mà là nàng biết chính mình có bao nhiêu cân lượng quân tiêu giao bực này nhân vật như trên trời ánh trăng sáng là nàng khó thể thực hiện quân tiêu giao hơi trầm ngâm nói việc này không vội có thể là Linh Nguyệt mong muốn báo đáp công tử. Trần Linh Nguyệt nói, ngươi không tức báo đáp cái gì. Ta cũng không phải là cần ngươi báo đáp, mới như vậy giúp ngươi. Quân tiêu giao cười khẽ. Trên thực tế, hắn đã theo trên thân Du Trường Minh, đã được đầy đủ phong phú hồi báo. Chỉ là vạn tinh phi tiên thuật này một tiên pháp, cũng đủ để chống đỡ quá sở có báo đáp. Trần Linh Nguyệt hơi hơi mím môi, nàng cũng biết, dùng quân tiêu giao thân phận địa vị, nàng có cái gì có thể báo đáp quân tiêu giao đây này. Hoặc nói, Nàng liền báo đáp tư cách đều không có đi, nghĩ tới đây. Trần Linh Nguyệt tầm mắt rù xuống, chợt nhìn thấy chính mình tinh tế tỉ mỉ tuyết trên cổ tay mang theo một đầu dây đỏ chuỗi vòng tay, phía trên buộc lên một khỏa màu vàng kim tiểu linh đa Đầu này dây đỏ linh đang thủ xuyến, không phải là cái gì quý giá pháp khí Hoặc là bí bảo, chẳng qua là một kiện thật đơn giản trang trí vật cùng vật kỷ niệm, là mẹ của nàng cho nàng, nói là gặp có khả năng phó thác người. Liền đem vật này đưa tặng. Chương chín vào thương hồn cổ giới, ai mới là con mồi? Công tử, cái này, Trần Linh Nguyệt đen chính mình trên cổ tay ma theo dây đỏ chuỗi vòng tay hứa xuống, ma theo một tia sợ hãi chi ý, đưa cho quân tiêu dao. Quân tiêu dao nhìn thoáng qua nói, "Cái này đối ngươi mà nói, hẳn là có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật đi, cho dù đối với công tử mà nói, khả năng không có cái gì giá trị, khẽ nhưng, Trần Linh Nguyệt hơi cắn môi, nàng tổng khó mà nói, "Này dây đỏ chuỗi vòng tay là muốn tặng cho ý trung nhân a." thấy Trần Linh Nguyệt thần sắc, liền biết vật này, trong lòng nàng có rất nặng phân lượng, quân Tiêu Dao nếu là cự tuyệt, cũng khó tránh khỏi nhiều Trần Linh Nguyệt có chút xấu hổ vô cùng. Quân Tiêu Dao nhận lấy, mà ở đụng vào trong nháy mắt, quân Tiêu Dao hơi có một tia dị dạng, này dây đỏ chuỗi vòng tay, hoàn toàn chính xác hết sức bình thường, cũng không phải gì đó bí bảo pháp khí, cái nhưng, trong cơ thể hắn thiên cơ mệnh tinh, lại là rung động một tia. Cái này khiến quân Tiêu Dao có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ vật này còn có một ít trong cõi u minh nhân quả tồn tại không phải làm sao có thể nhường thiên cơ mệnh tinh có phản ứng lại liên tưởng đến diệp vũ đối trần linh nguyệt đặc biệt quan tâm quân tiêu giao cảm thấy trần linh nguyệt ngày sau hẳn là còn có thể cho hắn một chút kinh hỉ nếu dạng này cái kia ngược lại là muốn đem hắn thu ở bên người quân tiêu giao đảo tiếp xuống ngươi có ý nghĩ gì mặc dù về sau có thể giúp trần gia sửa lại án xử sai nhưng trần gia chỉ còn lại có ngươi một người trần linh nguyệt nghe vậy yên lặng quân tiêu giao nói không bằng về sau Ngươi liền theo ta trở về, tạm thời đợi tại quần anh điện, cũng có thể trở thành ta tiêu giao minh một thành viên. Đa Tạ công tử, trong mắt Trần Linh Nguyệt hiện ra một vẻ quang, hiện tại nàng cũng xác thực không muốn tiếp tục đợi tại Thiên Vẫn tinh vực cái này đau lòng địa phương. Tạm thời thu xếp tốt Trần Linh Nguyệt sao? Quân Tiêu Giao liền chờ tiếp xuống thương hồn cổ giới cửa vào hiển hóa, mà phản tộc bên kia, rõ ràng cũng sẽ có điều động tác, liên quan tới Du Trường Minh vẫn lạc tại Vạn Đoạn Sơn mạch tin tức, cũng là triệt để tản ra tại toàn bộ thiên vẫn tinh vực dẫn tới cực kỳ chấn động mạnh động vô lượng tiên triều càng là chấn nộ dù sao du trường minh có thể là vô lượng tiên triều tỉ mỉ bồi dưỡng đời tiếp theo người nối nghiệp cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc tại vạn đoạn sơn mạch đổi lại bất kỳ bên nào thế lực cũng sẽ không thỏa hiệp vô lượng tiên triều thề muốn điều tra rõ ràng tình huống tại đây gợn sóng phía dưới sau đó không lâu một cái tin tức kinh người truyền đến tại thiên vẫn tinh vực một chỗ tên là u huyền tinh hải địa vực hiển hóa ra thương hồn cổ giới lối vào lần này tựa như vỡ tổ đồng dạng một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng thế lực khắp nơi đều là hành động đi u huyền tinh hải quân tiêu giao mấy người cũng là xuất phát u huyền tinh hải ở vào thiên vẫn tinh vực vắng vẻ chỗ cho thế lực khắp nơi đến nơi này lập tức trở nên náo nhiệt toàn bộ u huyền tinh hải thâm thúy trống trải rất nhiều tĩnh lặng sao trời chúa nổi chỗ sâu trải rộng rất nhiều hư không lề phùng có hỗn độn khí ở trong đó tỏ khắp nhập vào xuất ra tại chỗ càng sâu có thể nhìn thấy có một đường to lớn vết nước không gian na qua tình vũ trong đó hồn sương mù tỏ khắp sương mù mịt mờ mơ hồ hiển lộ ra một phương mông lung tàn phá yên lặng thế giới đó chính là thương hồn cổ giới lối vào sao có tu sĩ đến nhìn xem cái kia hư không lịch phùng bên trong cảnh tượng nói Bắt quá bọn hắn nhưng cũng không dám tùy tiện tiến vào mặc dù thương hồn cổ giới là đã từng phệ hồn tộc lãnh địa trong đó có thể sẽ có phệ hồn tộc lưu lại rất nhiều cơ duyên nhưng ai biết trong đó sẽ có cái gì hung hiểm quỷ dị dù sao phệ hồn tộc đủ loại thủ đoạn cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên, tại không có cường giả chân chính đại nhân vật dẫn đầu trước, còn lại những tu sĩ này cũng là rất có kiên kỵ, chưa từng có thời gian quá dài, quân tiêu giao đám người cũng là đi vào nơi này, nhìn xem cái kia thương hồn cổ giới, quân tiêu giao ánh mắt thâm thúy, hắn biết, đây là phệ hồn tộc cùng phản tộc cùng một chỗ bày cục, nhưng cuối cùng, đến tộc cùng ai mới là con mồi, vậy liền không nhất định. Đi. Quân tiêu giao vung tay háo, trực tiếp là mang theo một nhóm người tiến nhập thương hồn cổ giới. Quần anh điện chúng tu cũng là đi tới. Còn có còn lại thế lực khắp nơi cũng là như thế, thầy quân tiêu giao bọn người tiến vào bên trong, còn lại các phương tu sĩ cũng là thả quyết tâm, ngược lại trời dập có cái cao chịu lấy. Bọn hắn dồn dập hóa thành thần hồng trốn vào trong nó, tại mọi người tiến vào thương hồn cổ giới về sau, mới có thể nhìn thấy bề ngoài, toàn bộ thương hồn cổ giới, vô biên rộng lớn, nguyên bản thân là phệ hồn tộc chủ giới vực một trong, chính là cực kỳ cường thiện chỗ, nhưng mà trải qua trận kia kinh thiên động địa đại chiến sao toàn bộ thương hồn cổ giới bên trong cũng là thiên địa phá toái khắp nơi đều là răng khắp nơi vết nứt cùng với tường đổ tối tăm khói đen hàng năm bao phủ cho người ta một loại không rõ cảm giác khi tiến vào thương hồn cổ giới về sau tất cả mọi người là nhấc lên thần tâm tuy nói bây giờ phệ hồn tộc tại rất nhiều tiếng người săn giết chèn ép dưới đã là tộc nhân thừa thớt nhưng cũng khó đảm bảo không có phệ hồn tộc xuất hiện càng không thể cam đoan thương hồn cổ giới bên trong sẽ hay không có phệ hồn tộc cùng với phệ hồn tộc lưu lại thủ đoạn, cho nên tất cả mọi người là thân tâm cảnh giác. Theo thời gian truyền rời, mọi người bắt đầu đi sâu thương hồn cổ giới một chút tu sĩ tại một chút đổ sụp của điện trong lầu các tình kiếm lấy cơ duyên đến mức quân tiêu giao đám người đối loại kia phế liệu tự nhiên là không có hứng thú gì, bọn hắn kéo dài đi sâu thương hồn cổ giới nội bộ, mà càng là hướng nội bộ loại kia sương mù màu đen thì càng dày đặc, cái kia cũng không phải là bất tử vật chất mà là một loại đặc thù hồn xương mù có áp chế thần hồn hiệu quả nếu là một chút nguyên thần tu vi hơi thấp tu sĩ thậm chí lại ở này hồn sương mù bên trong triệt để mê thất vĩnh viễn đi không ra mà theo mọi người kéo dài đi sâu cuối cùng bọn hắn đi tới thương hồn cổ giới chỗ sâu nơi ra có rất nhiều to lớn màu đen cung điện tại hồn trong sương mù lúc ẩn lúc hiện còn có rất nhiều đồ sục tế đàn mục nát cung điện các loại thậm chí vào trong đó một chút tế đàn trong cùng miệng mơ hồ có cực kỳ đặc thù gợn sóng lan ra dụ tâm thần người nơi này hẳn là thương hồn cổ giới khu vực hạch tâm cũng là đã từng phệ hồn tộc hạch tâm trụ sở có tu sĩ xem đến nơi này ánh mắt mang theo hừng hực chi ý trong đó hẳn là sẽ có không ít cơ duyên mà liền tại các phương tu sĩ trong lòng hừng hực chuẩn bị đi tới khai quật cơ duyên lúc bỗng nhiên toàn bộ thương hồn cổ giới có chấn động thanh âm truyền thừa thiên địa đều tại ầm ầm run rẩy dường như có một cỗ vô hình khủng bố sức áp chế bao phủ chỉnh phương giới vực phảng phất bàn tay vô hình che đậy toàn bộ thương hồn cổ giới lập tức nguyên bản tối tam thiên địa trong nháy mắt biến đến càng thêm u ám thiên địa hư không vô số màu đen trận văn nổi lên cái đó là thương hồn cổ giới bên trong vô số cường giả tu sĩ đều là bởi vì trước mắt như vậy kịch biến mà kinh ngạc rất nhiều người đều là cảm thấy một cỗ đi sâu linh hồn cảm giác áp bách dù là những đế cảnh đó bên trong cường giả cũng là như thế đã nhận ra một cỗ cực hạn nguy hiểm dưới đi đã có tu sĩ phát giác được không được bình thường những cái kia bộ pháp hơi trọng tại trung ngoại vây tu sĩ muốn rời khỏi thương hồn của giới kết quả lại phát hiện nguyên bản lối vào đúng là hoàn toàn biến mất vô số đen ký trận văn lưu truyền mang cho cực hạn phong ấn cùng với sát phạt lực lượng xong những tu sĩ này sắc mặt ảm nặng hiện tại dù cho kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đều hiểu bọn hắn tựa hồ đã rơi vào một loại nào đó trong cạ bẫy trở thành trong lồng con mồi chương bốn nghìn ba trăm ba mươi phản tộc hiển hiện phệ hồn thôn thiên cổ trận thiên địa u ám ông phong trận trận khói đen tràn ngập che khuất bầu trời vô tận quỷ dị cùng với khí tức âm lãnh khuếch tán ra đến phảng phất mang theo thôn phệ thế gian vạn vật khí thế cái này để người ta mau xương sợ hãi toàn thân rét run thương hồn cổ giới bên trong thế lực khắp nơi bất luận là nguyên bản thiên vẫn tinh vực nội thế lực còn có theo bên ngoài mà đến thế lực đều là cảm thấy một loại cực hạn áp bách liên đế cảnh trở lên cường giả đều là có một loại cảm giác đè nén rất nhiều người vẻ mặt đều là đột biến mà ở đây vẻ mặt thủy trung lạnh nhạt người cũng không nhiều quân tiêu giao là bên trong một cái hắn sớm liền hiểu một chút tình huống đối hết thầy rõ như lòng bàn tay mà quân tiêu giao khóe mắt liếc qua thấy được lạc phong mặc dù trên mặt giả bộ như vẻ kinh ngạc nhưng kỳ thật dường như cũng không có cái gì bối rối liên tưởng đến trước đó lạc phong cùng cái kia đồ tư hợp lại đối phó du trường minh xem ra lạc phong cùng phệ hồn tộc đã hoàn toàn thông đồng ở cùng nhau tình hình này chắc hẳn lạc phong cũng có hiểu biết quân tiêu giao thu hồi tầm mắt trước mắt trò hay có thể còn chưa có bắt đầu trình diễn ngay tại tất cả mọi người lo sợ bất an thời khắc bầu trời bỗng nhiên có kinh lôi nổ vang sau đó có đen kịt lôi đỉnh như là từng cái từng cái hắc long toán loạn bỗng nhiên theo trên trời cao hạ xuống tầng ầm đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền, đủ để đánh vỡ màng nhĩ đen kịt lôi đỉnh như từng cái từng cái đại long kéo dài vạn dặm ầm ầm hạ xuống cẩn thận ở đây rất nhiều tu sĩ đều là tử tán đồng thời tế ra các loại thần thông vầng sáng ngăn cản có tu sĩ bị đen kịt lôi đỉnh dư ba quạch vào quỷ dị chính là hắn trên thân cũng không có cái gì thương thấy thân thể cũng chưa từng nổ tung Kế nhưng hắn mi tâm lại là đột nhiên nứt ra trong đó nguyên thần bất ngờ hóa thành cho bụi đây là tịch diệt hồn lôi xem đến nơi này rất nhiều tu sĩ đều là lông tơ dựng thẳng tịch diệt hồn lôi chính là là một loại cực kỳ khủng bố sấm xét lực lượng này loại sấm xét lực lượng đặc biệt nhằm vào linh hồn nguyên thần tính sát thương cực kỳ khủng bố nếu không phải chuyên môn tu luyện nguyên thần tu sĩ hoặc là có thủ hộ nguyên thần nguyên thần binh, mau muốn chống cự này tịch diệt hồn lôi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tầm ẩm, rất nhiều tịch diệt hồn lôi bô xuống, lập tức có rất nhiều tu sĩ đầu nứt ra. Tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Những người còn lại cũng là bắt đầu từ tán thoát đi. Nhưng mà chung quanh hư không, vô số trận văn tràn ngập, chính là có cường giả, như muốn mạnh mẽ phá vỡ hư không. Rời đi thương hồn cổ giới, đều làm không được. Ít nhất tại thời gian nhất định bên trong, nay thương hồn cổ giới trở thành một chỗ trận pháp lồng giang, đáng chết chúng ta rơi vào bẫy dập chẳng lẽ là phệ hồn tộc bọn hắn còn có bao nhiêu sinh lực mấy người đang kêu sợ hãi đều là không thể tin được dễ hồn tộc như chuột chạy qua đường người người kêu đánh bây giờ đang ở thương mang đã sớm mai danh ẩn tích nguyên nhân chính là như thế thế lực khắp nơi tu sĩ mới dám đến đây thư hồn cổ giới dò xét tìm cơ duyên hiện tại xen ra bọn hắn tựa hồ là đại đại sen thường phệ hồn tộc mỗi tình cùng thủ đoạn nhanh nghĩ biện pháp rời đi. Một chút tu sĩ cường giả bắt đầu từ tán, rất nhiều người đều lựa chọn tìm kiếm đường ra, mà tại thương hồn cổ giới bên ngoài rìa chỗ, cũng là có một ít tu sĩ đang tìm đường ra, hoặc là hướng về phía giới bích oanh tích. Bầu trời phía trên, Tịch diệt hồn lôi phạm vi càng ngày càng rộng lớn, bao trùm toàn bộ thương hồn cổ giới, không chỉ như thế, còn có màu đen hồn sương mù tràn ngập, tu sĩ bình thường, căn bản khó mà tại đây hoàn cảnh hạ giống sót, từng cái ngã xuống, hắn nguyên thần linh hồn, hóa thành tinh hoa tựa hồ tập trung hướng mỗi địa phương nhưng mà ngay tại một chút cường giả ra tay muốn mạnh mẽ đem trương hồn cổ dưới giới bích mở ra một lỗ hồng lúc bỗng nhiên có rất nhiều bóng người khí tức nổi lên bất quá là lồng giam bên trong khốn thú mà thôi còn tại dễ dụ cái gì những bóng người kia đối thương mang bên này tu sĩ đánh thẳng tới không tốt đó là phản tộc phản tộc làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đáng chết chẳng lẽ là phản tộc cùng phệ hôn tộc cấu kết ở cùng nhau lần này thế lực khắp nơi cường giả đều là hậu chi hậu giác nguyên lai bố trí này bẫy dập cũng không phải là chỉ có phệ hồn tộc phản tộc cũng nên lụy đến trong đó thế lực khắp nơi cũng không nghĩ tới phản tộc vậy mà như thế lớn mật dám giết tiến vào thương mang bên này bất quá bọn hắn hiển nhiên là trước đó liền có chuẩn bị âm thầm có truyền tống đến thương hồn cổ giới thủ đoạn bởi vậy mới bố trí bực này săn giết kết quả giết giữa thiên địa có sát tâm bắn ra rất nhiều phản tộc tu sĩ xin linh ra tay cùng thương mang bên này thế lực khắp nơi chém giết ở cùng nhau lập tức toàn bộ thương hồn cổ giới bên ngoài trung bộ khu vực đều là một mảnh hỗn loạn mà đi sâu thương hồn cổ giới nội bộ thế lực khắp nơi tự nhiên cũng là có phát giác đáng chết là phản tộc thế lực đá hận có rất nhiều cường giả sắc mặt hiện ra xanh mét lạnh lẽo cũng có một chút tu sĩ sắc mặt trắng bệch tâm kinh đảm hàn tại quân tiêu giao bên này bất luận là vân tộc vẫn là tiêu giao minh thiên kiêu tu sĩ vẻ mặt đều là không có ý sợ gì không chỉ bởi vì bọn hắn bản thân từng cái thiên tư phi phàng, càng bởi vì có quân tiêu giao cái này chủ tâm cốt tại, không cần phải lo lắng, tới đều tới. Chúng ta trước đi sâu này chút di tích điều tra một cái đi, nói không chừng có thể có thu hoạch. Quân tiêu giao thản nhiên nói. Thắn, nhưng chung quanh thế lực khắp ngươi tu sĩ đều lại im lặng không nói gì, cũng chỉ có quân tiêu giao mới có thể ở dưới tình huống này như thế lạnh nhạt, con muốn lấy tìm tìm cơ duyên, đổi lại bọn họ tuyệt đối là không có cái này định lực còn lại thế lực khắp nơi đều là bắt đầu tứ tán né ra rất nhiều người đều tại tìm kiếm nghĩ cách thoát đi lạc tộc bên này lạc phong đáy mắt lóe lên một luồng dị quang sau đó đối lạc kim gia nói kim gia các ngươi trước tiên tìm một nơi tránh đi phản tộc ta đi dò xét cha một chút có không có đường ra lạc phong nói lạc kim gia khẽ gật đầu đồng thời can dặn lạc phong cẩn thận một chút lạc phong cười một tiếng thân hình trong nháy mắt trốn đi thật xa hắn tự nhiên không phải đi tìm tìm cái gì đường ra trước đó Đồ tư mặc dù không có tiết lộ ra phản tộc sẽ xuất hiện tin tức, nhưng cũng cùng hắn nói. Lạc Phong tại thương hồn cổ giới bên trong sẽ không có nguy hiểm gì, thậm chí ngược lại sẽ có kỳ ngộ. Chờ thu được cái kia kỳ ngộ, liền mang kiêm ra bọn hắn rời đi nơi này. Lạc Phong nghĩ thầm, hắn chỉ cần cùng đồ tư liên hệ, rời đi này thương hồn cổ giới, hẳn là không có vấn đề gì. Lạc Phong thân hình trốn đi thật xa. Bên này, quân tiêu giao tự nhiên cũng là chú ý tới Lạc Phong hành động. Đáy mắt của hắn lóe lên một vệt cười nhạt, bởi vì quân tiêu giao minh vương thân tại phản tộc bên kia cho nên tình huống bây giờ tận ở trong lòng bàn tay của hắn ầm ầm mà đúng lúc này toàn bộ thư hồn cổ giới có hơi thở càng khủng bố tản ra thiên địa khí cơ một mảnh hỗn loạn mông lung những cái kia tịch diệt hồn lôi hóa thành thao thiên lôi hại đổ xuống bát phương ma ở trong đó. bất ngờ xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy màu đen mỗi một cái vòng xoáy đều rất giống luân hồi động muốn đem ở đây sinh linh linh hồn nuốt hết vào trong đó dù là một chút đế cảnh cường giả, đều là cảm giác được một loại từ đáy lòng du dẩy cùng sợ hãi. Cái kia chẳng lẽ là phệ hồn tộc phệ hồn thôn thiên cổ trận, có dâu pháp bạc trắng thế hệ trước cường giả xem đến nơi này, cũng là nhịn không được lộ ra chấn kinh. phệ hồn thôn thiên cổ trận, đây chính là phệ hồn tộc kinh khủng nhất trấn tộc trận pháp một trong, đã từng tạo thành qua kinh thiên sát kiếp. Chỉ cần tế ra, tùy tiện có thể táng diệt một phương cổ giới, thu nạp thôn phệ ngàn tỷ sinh linh linh hồn nguyên thần, xong, trốn không thoát, xem đến nơi này, Thương hùng cổ giới bên trong rất nhiều tu sĩ, đều là cảm thấy một loại sợ hãi cùng tuyệt vọng.